Vâng, trung tâm điện tử Cao Phong xin gửi lời chào đến tất cả các bác, các anh, các chị và các em, những người yêu thích âm thanh và đam mê ca hát karaoke trên mọi miền của đất nước. Hôm nay Cao Phong lại tiếp tục làm clip để giới thiệu cũng như là cung cấp test chất âm những cặp loa tép PD6, những quả tim vàng trong dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke, phục vụ để các bác, các anh, các chị và các em thỏa mãn niềm đam mê. Hôm nay hàng về rất là nhiều, Cao Phong lại test chất âm. Vâng, danh sách của các bác, anh chị và các em đã tin tưởng, tin yêu đặt hàng ở điện tử Cao Phong, những cặp loa tép rất là dài nên là Cao Phong không tiện đọc tên từng bác khách hàng, từng anh em một. Nhưng các bác đã tin yêu đặt hàng ở điện tử Cao Phong những cặp loa tép T6 chính hãng xịn thì các bác hãy xem clip và để nhận hàng. Mình đã tin yêu đặt hàng ở điện tử Cao Phong. Vâng, có rất là nhiều các bác khách hàng đã điện thoại mua những cặp loa xịn, những dàn âm thanh rất là tiền, nhưng tại sao tiếng tép nó vẫn tối mồm, nghe không có một ngẫu hứng để các bác chơi âm thanh và thưởng thức âm thanh? Thì đây là một giải pháp tối ưu nhất và hiệu quả nhất đến các bác, các anh chị và các em. Các bác chỉ cần ghép cho Cao Phong một cặp loa tép T6 này cho dàn nghe nhạc, bất kể một dàn nghe nhạc, dù là bình dân đến cao cấp hoặc là những dàn karaoke mà bị thiếu tiếng tép, thì tăng cường là một cặp này thôi thì các bác sẽ được giải quyết triệt để. Cao Phong xin hứa với các bác giải quyết triệt để về cái tình trạng thiếu tiếng tép gây ra mất cái ngẫu hứng nghe nhạc và hát karaoke. Đấy, và xin thông báo với các bác, anh chị và các em, đây là hàng chính hãng, cái độ bền rất cao, các bác có thể chơi từ âm ly công suất yếu đến công suất khỏe, đến những chiếc cục đẩy công suất khủng, ghép vào những cặp loa bass 20, 25 đến bass 40 đánh thoải mái. Đấy, độ bền rất tốt, đây là những siêu phẩm, có thể nói những quả tim vàng trong dàn âm thanh nghe nhạc và dàn karaoke cho các bác. Đó là một kiểm chứng rất được kỹ lưỡng và đã được các bác đánh giá rất là cao. Đấy, tất cả nằm gọn trong một cặp loa tép T6 được đúc nguyên khối màu, đúc nguyên khối bằng nhôm và mạ một lớp màu đồng cực đẹp và độ bền rất cao. Đấy, Cao Phong sẽ hỗ trợ các bác một con tụ hàng xịn luôn để các bác kép vào. Đấy, chân kẹp cực kỳ là dẻo và rất là chi tiết. Đấy, các bác cái sức đầu tư phải nói là kỹ lưỡng cho một cặp loa tép T6 ghép vào cấu hình karaoke hoặc nghe nhạc. Đấy, các bác yên tâm là Cao Phong xin hứa với các bác là không ảnh hưởng đến độ rú rít của micro khi các bác hát karaoke. Đấy, còn nghe nhạc thì các bác ghép vào bất kỳ một cấu hình âm thanh nào. Có nhiều bác hỏi là dàn của tôi thế này thế kia thì có ghép được không, thì xin thưa với các bác tất cả các cấu hình nghe nhạc và hát karaoke cứ thiếu tiếng tép thì các bác hãy tin tưởng ghép cho Cao Phong một cặp loa tép PD6 này vào dàn âm thanh và dàn karaoke thì các bác sẽ thỏa mãn niềm đam mê, tức là tiếng tép nó tăng lên rất là nhiều. Các bác nghe, Cao Phong đang test chất âm một chiếc duy nhất, tép rất giòn tơi, có hình dung là âm thanh nó cộng hưởng với lại miệng bằng kim loại thì nó phát ra cái tiếng tép nó sẽ giòn, rất là giòn tơi, nó không bị tối như là cái những cái miệng phễu tép rẻ tiền mà nó bằng nhựa thì nó tối, âm thanh tối. Nhưng cái tiếng tép mà nó cộng hưởng với kim loại thì các bác đã hình dung là cái chất của nó rất tơi giòn và nó rất là leng keng lách tách, nên là rất hay, nên là đệm vào nó là một gia vị không thể thiếu cho các dàn âm thanh mà đang bị tình trạng trầm trọng và thiếu tiếng tép. Đấy, vâng, một lần nữa các bác hãy nhanh tay liên hệ điện tử Cao Phong số điện thoại 077226096 để sở hữu cho mình những cặp loa tép PD6 hàng chính hãng xịn, độ bền cực cao, rất tốt. Các bác cứ đánh thoải mái những con đẩy công suất lớn, đấy, những con âm ly thì các bác thoải mái, thì còn đã đẩy công suất lớn mà chịu đòn thì các bác yên tâm là cái chất lượng của nó rất là tốt, cái hàng chính hãng mình kiểm định chất lượng rất kỹ càng trước khi cho ra xuất xưởng tung thị trường, thì các bác biết là đây là hàng chính hãng, độ bền cực cao và chất âm của rất hay, tiếng tép rất giòn. Các bác cùng trải nghiệm cùng Cao Phong. Đấy, rất nhiều năm các bác đam mê là khi đặt hàng về là các bác đã nhắn tin gọi điện nên là nghe rất là sướng, nên là các bác sẽ rất nhiều bác đã tin yêu và đặt hàng cho mình, xong rồi đặt hàng tiếp cho anh chị em cô dì chú bác thân yêu của mình. Xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bác, anh chị và các em trên mọi nẻo đường của đất nước đã tin yêu đặt hàng ở điện tử Cao Phong những cặp loa tép T6 vừa qua và vẫn tiếp tục. Và xin mời các bác có nhu cầu, các bác hãy nhanh tay liên hệ điện tử Cao Phong số điện thoại 077226096, điện tử Cao Phong sẽ ship hàng và giao hàng tận nhà trên mọi nẻo đường của đất nước. Xin chúc tất cả các bác, các anh chị và các em
cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt thành công trong cuộc sống và gặt hái được nhiều thắng lợi vẻ vang trên con đường mưu sinh cuộc sống, chúng ta lại trở về sân khấu gia đình cũng như là phòng âm thanh gia đình để thưởng thức những phút giây sau những giờ giải lao mệt mỏi, thì chúng ta phải tận hưởng những giờ giải lao, nó phải có ý nghĩa và thú vị, những dàn âm thanh nó phải sinh động. Đấy là cái điều đương nhiên. Những cặp loa kép T6 các phòng thường xuyên cung cấp và lên đường đến mọi ngóc ngách của đất nước Việt Nam, gửi đến các bác thỏa mãn niềm đam mê. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều, các cuộc điện thoại nhắn tin chúc cao phong và khen ngợi đến những chất lượng hàng hóa. Xin cảm ơn các bác một lần nữa, xin cảm ơn và chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe, đó là điều mà cao phong mong muốn và cũng như là các bác ai cũng mong muốn. Một lần nữa, những cặp loa kép T6 xịn này cao phong xin được giới thiệu với các bác, đúc nguyên khối bằng nhôm, mạ một lớp màu đồng cực đẹp và hàng chính hãng, nhưng mạ của nó rất là chi tiết. Đấy, được sự tuyển chọn và được một thiết kế bằng một cái chân bằng thép không gỉ, độ bền cực cao. Đấy, cái chân này các bác có thể nâng lên hạ xuống cái miệng phễu này nhá, các bác có thể chỉnh được. Đấy, nó ý là nó nâng miệng phễu này lên hoặc là hạ là xuống, nhưng các bác chỉnh theo cái góc độ các bác thưởng thức. Đấy, các bác có thể nâng lên hạ xuống, hàng chính hãng nên là rất là nặng, đẹp, các bác nhìn này rất đẹp, công ty đẹp luôn, các bác vừa thưởng thức âm thanh vừa chơi thiết bị luôn, một sự đẳng cấp. Và nhìn những chiếc loa kép T6 hàng chính hãng. Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Sau đây tiếp tục mời các bác nắm lại một ít phút nữa để cùng thưởng thức chất âm tiếng kép đánh rất giòn tơi. Đấy, và không có hề bị chói một chút nào, rất hay. Các phòng xin được gửi đến các bác, và các bác đang đặt hàng và đã đặt hàng thì hãy kiểm tra hàng mình là nhận được là hàng chính hãng ship. Đấy, là chơi độ bền của chiếc loa kép về rất là cao, tăng cường tính kép cho dàn âm thanh và dàn nghe nhạc. Đấy, các bác đang sở hữu bất kỳ một dàn âm thanh dù là bình dân